Á hậu Huyền My hội ngộ dàn hoa hậu Á hậu tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau 14 năm vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một trong những thông tin chính vừa được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, báo Tiền Phong và công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức chia sẻ trong buổi họp báo. Ngoài ra, cuộc thi năm nay được tăng cường nhiều nội dung thi, giải thưởng mới để tăng cường ý nghĩa xã hội nhân văn cho cuộc thi, gắn kết hơn với cộng đồng. Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng như thường niên, bao gồm các giải chính, Hoa hậu Việt Nam, Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải phụ, người đẹp tài năng, người đẹp biển, người đẹp có khuôn mặt đẹp nhất, người đẹp áo dài, người có làn da đẹp nhất, người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, người có mái tóc đẹp nhất. Và có thêm hai giải mới là giải người đẹp nhân ái và người đẹp truyền thông. Khoảng 40 thí sinh được chọn vào vòng chung kết. Mỗi thí sinh đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai dự án. Những hoạt động này được ghi hình phát sóng trên nhiều kênh truyền hình uy tín để công chúng cùng giám sát và ghi nhận. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng dành 500 triệu đồng tặng cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 được tổ chức vào tối 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và trường thuật trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Trưởng ban tổ chức ông Lê Xuân Sơn công bố Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một trong những giám khảo đầu tiên của cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng Hoa hậu Việt Nam năm 2016 như sau: Hoa hậu được trao vương miện, giải thưởng bằng tiền mặt 500 triệu đồng. Á hậu 1 được trao giải thưởng bằng tiền mặt 300 triệu đồng, Á hậu 2 được trao giải thưởng bằng tiền mặt 200 triệu đồng, các giải thưởng phụ mỗi giải 50 triệu đồng.